Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử. Tất cả Phật tử chúng ta rất nhiều người đã nghe pháp, nhưng nhiều khi chúng ta chưa có nắm rõ cho tận tường cặn kẽ cái ý nghĩa của sự nghe pháp. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái chương trình Phật học thường thức thứ 14, tức là ý nghĩa nghe pháp. Như vậy á, tại sao mà chúng ta phải nghe pháp? Nghe pháp có lợi ích gì? Và nghe pháp như thế nào mới đúng là những cái vấn đề rất là quan trọng, rất là căn bản ở trong cái sự thực tập tu hành của người Phật tử tại gia cũng như là người xuất gia. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong cái sự tu học Phật pháp thì từ khi mà chúng ta bắt đầu bước vào đạo Phật cho đến khi mà chúng ta tu học thành công thì không ngoài những cái chặng, những cái bước là chúng ta cầu pháp, mình học pháp, chọn pháp, hành pháp, mình được pháp và sau đó mới hoằng pháp. Thì quý vị qua những cái bước đã tới bước nào rồi? Được nhiều bước chưa? Thành ra chúng ta phải cầu pháp. Tại sao mình cầu pháp? Tại sao mình phải học pháp? Bởi vì pháp đem lại những sự lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều, không thể nghĩ bàn được. Lợi lạc như thế nào? Đức Phật nói rằng nhờ học pháp mà mình hiểu được pháp, mình chấm dứt gây những cái tội lỗi, từ bỏ những điều vô nghĩa. Đó là cái lợi ích căn bản mà chúng ta nhìn xét lại mình thấy là do mình á đến chùa, mình nghe quý thầy giảng, cũng như á mình xem băng đĩa hay là đọc kinh sách, mình hiểu được pháp rồi thì mình chấm dứt hay là giảm bớt gây ra nhiều cái tội lỗi. Mình không biết Phật pháp thì có khi mình không có thấy rõ cái nhân quả, mình không có hiểu được cái nghiệp báo và mình chưa nhận thức được cái vô thường. Mà nếu không hiểu nhân quả thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là cầu sinh, mong chờ,
ước ao hy vọng, thậm chí là mình không có biết chọn lựa những cái hạt giống để mình gieo. Và khi mình hiểu được cái nhân quả rồi thì quý Phật tử chọn là mãng cầu, chọn sầu riêng, phải không, chọn xoài hay là những cái thứ độc hại, chọn nào? Chọn cái ngọt, phải không, chọn cái ngon, chọn cái thơm. Thì vậy mỗi cái ý nghĩ, cái lời nói, hành động của mình là mình đang gieo hạt. Mình đang gieo hạt. Khi mình học Phật Pháp, mình hiểu được nhân quả rồi, thì như vậy mình gieo hạt thì mình lựa những cái hạt lành, hạt tốt, những cái hạt ngọt, thơm mình gieo. Thì chính cái chỗ đó là nhờ mình biết tu cho nên mình mới biết chọn lựa. Quý Phật tử có biết chọn hạt để gieo nhiều chưa? Như vậy là tại sao mà mình biết chọn mình gieo? Là nhờ mình biết học Pháp. Rồi mình hiểu được cái lý nghiệp quả. Mỗi cái hành vi, mọi cái động tác, việc làm của mình, mình cũng biết là phân biệt đâu là nghiệp thiện, đâu là nghiệp ác, đâu là dữ, đâu là lành, vân vân. Thì đó là chúng ta cũng nhờ cái học Pháp. Rồi á, mình từ bỏ bớt những cái điều vô nghĩa. Hồi xưa mình chưa biết Phật Pháp thì có khi á, mình mở miệng ra thì mình nói chuyện phải, chuyện quấy, phải không, chuyện đúng, chuyện sai. Hoặc là có khi nói rất là nhiều, làm rất lắm, nhưng mà không có ý nghĩa gì hết, không có lợi ích gì hết. Thậm chí á, là gây ra nhiều cái điều sai quấy hay là tội lỗi. Bây giờ khi mình học, mình hiểu đạo rồi thì mình từ bỏ được những cái điều vô nghĩa. Đó là cái lợi ích của cái sự nghe Pháp ở bước đầu. Lợi ích thế nữa đó mà Kinh Pháp Cú dạy cho chúng ta, đó là khi mình hiểu được Pháp đó, mình có được cái niềm vui an tịnh, như hồ nước sâu thẳm, trong sạch không khuấy đục. Cũng vậy nghe chánh Pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Giống như là cái hồ nước trong trẻo, lặng lẽ, thì á, người mà có cái trí sáng khi nghe Pháp cũng được cái niềm an lạc giống như vậy. Bởi vì cái tịnh lạc là cái niềm an vui nó thanh tịnh, nó không phải những cái niềm an vui động loạn, nó không phải những cái niềm mà vui mà nó làm cho tâm của mình não phiền, nó không phải những cái niềm vui mà phía sau nó kéo theo nhiều cái đau khổ. Như vậy từ đâu mà có được cái niềm vui an tịnh đó? Nhờ mình học hiểu Pháp. Bằng chứng á, là bây giờ nếu mà trong ngay giờ phút này quý vị không biết Phật Pháp thì quý vị có ngồi đây không? Ngồi ở đâu? Trước tivi, phải không? Hoặc là ở trong siêu thị đi shopping, phải không? Hoặc là đi du lịch ở đâu đó, hoặc ngồi bà tám, bà chín, có không? Nhiều không? Thì vậy ngay cái lúc mà quý vị biết Pháp, ngồi ngay tại chỗ này, ngay trong chánh điện chùa Hoằng Pháp đây, là quý vị đó hưởng được cái niềm vui an tịnh. An tịnh từ đâu? Từng lời kinh, phải không? Từng câu kệ, mỗi cái lại chí thành của ba nghiệp thanh tịnh của mình, ngay chỗ đó là quý vị hưởng được cái niềm vui an tịnh của tâm hồn. Niềm vui này đó là nó giúp cho thân tâm của mình nhẹ nhàng, thư thới, an tịnh. Mà tiến sâu hơn nữa, cái niềm vui đó là từ nơi chánh pháp của Phật giúp cho mình có được cái sự an tịnh như vậy. Sâu hơn nữa đó, cái lợi lạc của cái sự nghe Pháp giúp cho chúng ta đó là đạt được những cái sự thấy biết, giác ngộ chẳng thể nghĩ bàn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Còn cái công đức của sự nghe Pháp là giúp cho chúng ta đó vượt khỏi sanh tử, đạt đến Niết Bàn. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói như vậy. Không những là giúp cho mình có cái niềm an tịnh, hạnh phúc, thảnh thơi ở trong cái cuộc sống hiện tại, mà còn giúp cho mình chặn đứng cái đau khổ vô cùng vô tận ở trong cái dòng quay của sanh tử triền miên.
và đạt tới cái chỗ cực lạc, cũng như cái cảnh giới niết bàn, hoàn toàn giải thoát, giác ngộ, an vui. Chính vì những cái lợi lạc của nghe pháp như vậy đó, cho nên chúng ta phải là phát cái tâm mà kính trọng pháp và người nói pháp. Qua cái phần thứ hai là chúng ta thấy được lợi lạc của pháp nhiều như vậy, thì mình phải có cái tâm kính pháp, trọng pháp, quý pháp, hộ pháp. Mà những cái kính trọng nó thể hiện ở đâu? Là chúng ta nhớ rằng Đức Phật khi mà mới vừa thành đạo với cõi Bồ Đề đó, thì Ngài dùng cái trí tuệ thông đạt cùng khắp của Ngài đó để mà nhìn xem xét khắp 3.000 đại thiên thế giới đó, coi ai là cái người xứng đáng để Ngài tôn trọng làm Thầy. Thì khi Ngài xem xét cùng khắp hết, không thấy có một người nào có được cái sự chứng ngộ cứu cánh cùng cực như Ngài, cho nên Ngài tôn pháp làm Thầy. Mà pháp là chân lý, là sự thật. Thì quý vị thấy Đức Phật là cái bậc giác ngộ mà cùng tột, không còn ai hơn nữa, gọi là vô thượng giác, mà còn tôn pháp làm Thầy. Huống chi là những hàng Bồ Tát, những hàng La Hán, cho đến các bậc hiền thánh, huống chi là cái hạng phàm phu chai mê muội như mình, phải không? Thì vậy mình có tôn trọng pháp nhiều chưa? Mà bây giờ làm sao để tôn trọng pháp? Thì chúng ta sẽ từng bước quý vị thấy. Bởi vì cái giá trị của pháp nó rất là vô cùng, vô tận. Như trong Kinh Kim Cang, quý vị nghe: nhất thiết chư Phật, cặp chư Phật, A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, giai tùng thử kinh xuất. Tức là tất cả chư Phật và cái quả giác ngộ cùng tột của Phật đều từ nơi kinh này mà có ra. Kinh này là Kinh Kim Cang, mà Kinh Kim Cang là nói về trí Bát Nhã, mà trí Bát Nhã là đại biểu cho pháp. Như vậy đó, là không những Đức Phật mà cái đạo giác ngộ cùng tột của Phật, mà đạo Phật có mặt ở trên đời này á, là đều từ nơi pháp mà ra, đều từ nơi chân lý mà ra. Chính vì thế mà chúng ta tôn kính pháp đó, thì Bồ Tát vô trước dạy chúng ta là phải lắng nghe, không có vọng tưởng, tâm không có bị tán loạn. Chỗ này rất là quan trọng. Mình nói mình kính pháp lắm, ngày nào vô tụng cuối cùng là sao? Tự quy y Phật, rồi tới tự quy y gì? Tự quy y pháp, phải không? Rồi tự quy y tăng. Thì ngày nào mình cũng nói mình trở về nương tựa với pháp. Mà trở về nương tựa với pháp, mình phải tôn kính pháp. Mà tôn kính pháp thì cái giờ nghe pháp mình phải lắng lặng thân tâm, thanh tịnh ba nghiệp. Cái đó rất là quan trọng, cái giờ nghe pháp. Mà quý vị nhớ rằng cái giờ nghe pháp của mình đó, đối với cái giờ tụng kinh, cái giờ niệm Phật, cái giờ trì chú, cái giờ tham thiền, vẫn như nhau, không có khác. Mình phải tôn kính, đó là một cái thời khóa tu. Chứ đừng có nghĩ nghe pháp không phải là tu. Cái thời pháp của mình nó tương đương với cái thời tụng kinh, thời niệm Phật, thời ngồi thiền của mình. Tại sao vậy? Tại vì mình hiểu pháp thì khi đó mình thực hành nó mới đúng. Chứ còn mình chưa hiểu mà mình làm á, nhiều khi đó làm không có trúng, làm trật, hoặc là làm chưa có trọn vẹn. Cho nên á, là cái thời pháp thì chúng ta đem hết cái tinh thần của mình á, để mà tôn kính, để mà quý trọng. Đó là cái điểm chung, cái điểm lớn. Bây giờ đi từng cái chi tiết á, Bồ Tát vô trước dạy chúng ta đó. Rồi thứ nhất á, là cái thời gian phải thích hợp. Mình á, nghe pháp phải có cái thời gian thích hợp, chứ không phải á, là bắt cái đĩa pháp lên rồi cái nói chuyện với khách, cái vừa mở đĩa pháp mà vừa mở tivi, hoặc là vừa mở pháp ra mà là không có nghe gì hết, phân tâm, thì như vậy là không đúng. Chúng ta phải sắp xếp cái thời gian nó thích hợp, hoặc là trong cái lúc nghe pháp thì chúng ta phải là sắp xếp đâu đó mọi việc tâm của mình nó ổn định, chứ không thể ngồi trong giảng đường, ngồi ở trong cái pháp hội mà tâm mình lo ra, suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Cho nên chúng ta phải sắp xếp, thứ nhất là thời gian thích hợp, thứ hai là lễ độ cung kính.
Khi mình nghe pháp phải có cái thái độ chí cung chí kính, đem hết cả toàn tâm toàn ý mình lắng nghe. Tại sao vậy? Thì bây giờ mình thấy mình mở kinh ra, mở đĩa ra rất là dễ, nhưng mà quý vị biết rằng Đức Phật Thích Ca mà muốn có được một câu kinh nửa bài kệ đó là phải đánh đổi cả thân mạng. Có khi là phải đó khoét thân hình ra đó thành cả ngàn lỗ, đổ dầu vô làm bất để cầu kinh. Thậm chí là phải gieo mình ở bên vực thẳm để mà xin được nửa bài kệ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa quý vị nhớ đó, là Bồ Tát Chí Tích đó, nói cho chúng ta biết đó, là Bồ Tát xem khắp 3.000 đại thiên thế giới, tất cả vũ trụ không có chỗ nào nhỏ bằng chừng một hạt cải, một viên sỏi, mà không có cái thân cũ của Phật Thích Ca đã bỏ mạng để mà cầu chánh pháp. Cho nên bây giờ tất cả chỗ chúng ta ngồi, chỗ nào đi, chỗ nào đứng, chỗ nào từng hạt cát, từng hạt sỏi cho đó cũng là cái thân cũ của Phật Thích Ca bỏ mạng để cầu được cái pháp giác ngộ cho mình học bây giờ. Cho nên mình phải đem cái tâm lễ độ, cung kính, tôn trọng. Rồi cái điểm thứ tư là không sân, không có nóng giận. Tại sao nghe pháp mà lại có nóng giận? Nhiều khi nghe nói trúng cái bệnh của mình, cái nhiều khi mình nhột, chạm tự ái, lâu lâu có bị gì không? Phật tử thấy chưa? Có khi nghe thì cái tâm của mình là không có mà lắng lặng, nhiều khi là chạm tới những cái chỗ dở, những cái xấu của mình, nhân dân có khi lúc đó cái tâm của mình không được là nhẹ nhàng mà mình thấy khó chịu. Cái điểm thứ năm ngài dạy chúng ta đó, thực hành giáo lý khi mà nghe được. Nghe phải thực hành, chứ không phải nghe nó để khoe. Thầy ơi, là cái chỗ nào giảng con cũng có mặt hết trơn, Phật thất nào cũng có con tới hết trơn, Pháp Hoa hả tụng rồi, Phổ Môn hả tụng luôn rồi, Địa Tạng hả trì rồi, Di Đà hả đọc thuộc luôn, Vô Lượng Thọ tụng luôn, khoe không à, phải không? Nhưng mà đụng vô thì sao? Tam bành lục tặc nó nổi lên, không? Rồi cũng sầu bi khổ ưu não vân vân. Thì như vậy thì nghe cho nhiều, nói cho hay, khoe đủ thứ hết trơn mà không có làm. Như vậy đó thì cái đó nó không có lợi ích bao nhiêu hết. Cho nên nghe phải thực hành. Cái điểm thứ sáu Bồ Tát dạy chúng ta là không có tìm lỗi ở trong giáo lý. Cái chỗ này rất quan trọng, không có tìm lỗi. Nhiều khi ủa sao bữa nay lại nói vậy, nói vậy là không trúng. Mọi Phật tử biết rằng cái Phật Pháp là Đức Phật với Bồ Tát, các cái bậc đạo sư là dùng vô lượng pháp môn, vô lượng thí dụ, vô lượng ngôn ngữ, vô lượng phương tiện để độ cho vô lượng người, độ cho vô lượng căn cơ. Cho nên nói cái trường hợp đó là để độ cho người đó, còn mình không phải trường hợp đó thì mình lựa cái trường hợp khác, mình học trong hợp cái gu của mình, hợp cái gu á, tức là hợp với cái căn cơ trình độ của mình. Chứ anh đừng bắt ai cũng theo mình hết trơn á, phải không? Mình tu cái môn gì cái môn đó số 1 à, Phật tử thấy chưa? Thì như vậy là chúng ta đừng có tìm lỗi trong pháp. Rồi đó, Bồ Tát dạy chúng ta thêm á năm cái điều mà chúng ta cần để ý nữa. Đó là xem giáo lý như con mắt, nhờ con mắt ấy mà phát triển được trí huệ. Mình phải xem chánh pháp của Phật giống như con mắt của mình. Quý vị có giữ gìn mắt quý vị kỹ không? Có giữ kỹ không? Giữ rất là kỹ, phải không? Nhiều khi còn làm đẹp cho con mắt nữa, phải chưa? Thì giờ đó pháp cũng vậy, mình phải coi pháp giống như con mắt của mình. Chẳng hạn như mình nghe cái giáo lý vô thường, mọi sự vật nó biến đổi, phải không? Không có thiệt, thì mình phải giữ cái pháp vô thường đó giống như con mắt. Mỗi khi nào mình thấy thiệt, lúc đó mình phải chấn chỉnh lại, mình mở mắt cho sáng để mình thấy rõ nó giả dối không thiệt nha, đừng có mê nha, phải không? Thức tỉnh ra bằng pháp, luôn luôn giữ cái tâm của mình ở trong cái chánh pháp. Như vậy đó gọi là xem giáo lý giống như con mắt của mình. Thứ hai á là xem giáo lý giống như là cái ánh sáng để soi đường. Tuy có con mắt
Mà nếu như không có ánh sáng thì sao mình thấy? À, quý vị thấy không? Nếu như mình có mắt sáng mà không có mặt trời, không có ánh sáng mặt trời, không ánh sáng mặt trăng, không có đèn điện, không có đèn dầu, không có đèn cầy, không đèn pin gì hết, thì có con mắt mà mình có thấy được không? Không thấy được. Cho nên á, là giáo lý giống như ánh sáng để soi đường cho mình. À, cái điểm thứ ba đó là phải xem pháp giống như là báu vật hiếm có ở trên đời. Phải xem pháp giống như báu vật hiếm có ở trên đời. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ đó quý vị á, nhà làm cực khổ mấy chục năm, dành dụm ở trong mấy cái két sắt, mấy cái cục dày vậy nè, thấy không? Tờ màu xanh, số 5, 5 còn số 0, cục nào cũng nói dày, phải không? Để trong két sắt thì thấy như vậy là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà tới lúc bác sĩ chạy rồi, lúc đó là sao? Có đem cái đó ra xài được không? Rồi tới lúc tử thần nó đến, nó thôi ông cho tôi 3 ngày thì tôi đưa ông 3 cục tờ 500 về 500 ngàn. Lúc đó là tử thần có nới lại cho mình thêm 3 ngày nữa được không? Đâu có được. Thì như vậy là lúc đó lấy cái gì để mà chống đỡ với vô thường, với sanh tử? Lấy cái câu niệm Phật, phải không? Lấy cái trí sáng để thấy rõ nhận thức vô thường, giả dối không thiệt. Thì như vậy đó, chánh pháp mà mình hiểu được nó là báu vật, nó còn hơn cả vàng bạc ngọc ngà châu báu. À, cho nên á, là cư sĩ Bàn Quẩn nói rằng á, người đời quý châu báu, ta quý phúc dây tịnh. Châu báu lụy lòng người, phúc tịnh được pháp thân. Tức là một cái giây phút thanh tịnh đó, mình đạt được cái sự an lạc giải thoát của pháp thân. Còn á, tiền của có khi càng nhiều, vật chất á, càng lắm, thì nhiều khi lòng của mình càng bị hệ lụy, bị trói chăng, bị ràng buộc. Bằng chứng quý vị thấy những người mà giàu có là thiệt giàu đó, tâm họ có an không, hay là lo hoài lo sợ mất, không được thì muốn cho được, được nhiều quá là sợ mất. Cho nên chỉ có cái pháp mới giúp cho mình. Cho nên pháp đó còn hơn cả báu vật. Pháp đó hết sức là lợi lạc, nhờ đó mình đạt được cái quả vị của Đại Bồ Tát. Pháp là cái gì mà lợi lạc vượt hơn tất cả cái lợi lạc ở trên thế gian này, cái đại lợi, cái đại lạc, để giúp cho mình á mở rộng cái tâm của mình ra, cái tình thương rộng lớn khắp tất cả chúng sanh. Rồi pháp giúp cho mình thành tựu được á định huệ. Định huệ á cứu cánh cùng cực, làm cho cái tâm của mình được bình an. Nếu mà quý vị không có chánh pháp thì cái tâm của quý vị á nó sẽ bất an. Mà ý là bây giờ có học pháp tới bây giờ đó, mà bây giờ nó lâu lâu nó có bị bất an không? Có không? Nhiều không? Ý biết chánh pháp mà nó còn nhiều vậy, nếu không biết là nó loạn luôn. Cho nên quý Phật tử thấy á, là ở trên những nước phát triển đó, mà rất nhiều người thanh thiếu niên tự giận, bế tắc, không có lối thoát. Mình á, là được may mắn là gặp được chánh pháp, là mình có cái lối thoát, có một con đường tâm linh. Chính vì thế mà chúng ta thấy á, là pháp nó giúp cho cái tâm mình yên định và cái trí huệ của mình sáng suốt. Mình phải nghe pháp với những thái độ gì? Mình nghe pháp như thế nào mới đúng? Ở trong cái quyển mà giải thoát trong lòng tay, Bồ Tát đã dạy chúng ta nghe pháp phải giống như cái bình trong sạch, để mà mình á đựng được sữa tươi, sữa thơm, xúc cái tâm của mình cho nó rỗng, cho nó lặng, cho nó sạch. Giống như là mình đem một cái bình hoặc là một cái ly mà mình đã chùi rửa thật sạch, đặng đựng sữa tươi, sữa thơm. Thì như vậy đó thì chúng ta mới có thể là hứng trọn được cái lợi lạc của chánh pháp, từ bỏ những cái lỗi lầm, thì chúng ta mới có thể là
xứng đáng để mình được pháp, từ bỏ những lỗi lầm gì. Giống như cái bình bị lật úp, giống như cái bình bị hôi dơ, giống như cái bình bị rò rỉ. Cái bình bị lật úp thì quý vị thấy cái bình mà lật úp xuống rồi đó có đựng được cái gì không? Dầu cho có rót sữa tươi sữa thơm gì cũng không đựng được hết. Lật úp rồi sao đựng? Cái bình bị hôi dơ, giờ mình đổ sữa vô rồi có xài được không? Cũng không có uống được, bị nó dơ. Mà cái bình bị rò rỉ thì sao? Đổ vô nhiều chảy hết trơn. Bây giờ từng cái ví dụ để quý vị thấy. Bị lật úp là sao? Là mình nghe pháp với cái thành kiến, với cái sự thành kiến, tức là mình cho rằng cái đó mình hiểu rồi, cái điều đó mình biết rồi, cái giáo lý đó mình học rồi. Là cái chỗ này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mới vừa nói bữa nay giảng bài tứ đế học rồi, nghe mấy lần. Vậy Phật tử thấy không? Như vậy á, tứ đế là Phật dạy mình sao? Khổ, nguyên nhân sanh ra đau khổ, cái phương pháp diệt khổ ha, và cái chỗ đạt đến cái an vui. Thì vậy mình học rồi mà khổ còn không? Còn. Đau còn không? Còn. Phiền còn không? Còn. Sầu bi khổ u não còn không? Còn. Vậy sao là học rồi? Vậy là học chưa xong mà cứ tưởng đâu học xong, chưa biết mà cứ cho đã biết, chưa hiểu mà cứ cho đã hiểu, chưa thấy mà cứ cho đã thấy. Chính vì thế là mê dẫn hoàng muội mà muội cứ chồng mê, phải không? Nói, ủa sao học mấy chục năm nay mà khổ vẫn còn hoài vậy? Tại học chết, học ngoài da không à, học là thông ở trên cái ngôn ngữ thôi. Cho nên á, là chúng ta phải á, nghe pháp á, bằng cái tính cách là sao? Hư tâm học đạo. Hư tâm là cái lòng của mình trống rỗng, cái tâm của mình á, phải hoàn toàn là thành kính để mình mới có thể tiếp nhận được chánh pháp. Người xưa nói đó, mặt trời mặt trăng tuy là sáng nhưng không thể chiếu vô cái bồn mà úp lại được. Nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ. Mặt trời mặt trăng rất là sáng soi mọi vật hết trơn á, nhưng mà cái bồn của mình hay cái thùng của mình mà mình úp xuống vậy thì đâu có chiếu vô được, phải không? Giống như cái tâm của mình, nó mình biết rồi, mình hiểu rồi, mình thông đạt rồi, hoặc là mình á là có những cái thành kiến, những thành kiến tự cho mình là hay, tự cho mình là đúng vân vân, thì chính cái đó đó giống như là cái bình bị lật úp. Cho nên á, khi mà chúng ta nghe pháp á, với một cái thái độ đó, mọi cái kiến thức, cái hiểu biết, cái học vấn của mình phải rơi rụng hết, buông bỏ hết, quăng ngoài trước giảng đường. Vô đây là giống như mình là lần đầu tiên được nghe chánh pháp. Thì lúc đó đó, cái bình sạch của mình sẽ chứa đựng cam lồ pháp nhũ. Thành ra cái thái độ thứ nhất chúng ta để ý. Cái thái độ thứ hai là giống như cái bình hôi hám á, là nhiều khi chúng ta có những cái ý nghĩ, vọng tưởng, lo lắng, đang ngồi nghe mà không biết nhà cháu có ai giữ không nữa chứ. Nó làm lỗ vốn mình nhà cho nó không có coi tiệm gì hết trơn á, phải không? Đi nãy rồi có khóa cửa đồ kỹ không, có chừng trộm vô cắp đồ à, Phật tử thấy không? Thì ngồi trong đây mà cứ lo ra không à. Thì như vậy là cái tâm của mình á, nó không có được thanh tịnh. Hoặc là nghĩ tới cái chuyện á, đi vô để nghe pháp, nhìn thấy cái bà kia mới tuần trước bà nói mình câu gì đó, nhớ là cái câu đó, quay qua nhìn mặt, mỗi lần nhìn tức lên, phải không? Pháp âm di diệu an lạc không thấy mà nhìn qua quay mặt thấy tức lên không à. Thì như vậy là cái bình hồi hám, lâu lâu có bị vậy không? Nhiều không? Xúc cái bình cho sạch, phải không? Dùng cái câu A Di Đà Phật xúc cái bình cho sạch, vô lại sám hối với chí thành tha thiết. Vô đây mình cầu pháp chứ đâu phải vô để cầu giận, phải không? Chứ đâu phải vô để cầu cái người á hợp hay không hợp ý, không hợp ý cái buồn, phải không? Mọi thứ là mình đều á là buông bỏ hết để cho cái bình của mình á nó được thanh tịnh trong sạch, đặng nó chứa đựng. Điểm thứ ba Bồ Tát dạy chúng ta đó là cái bình của mình bị rò rỉ.
Rò rỉ là cái vụ đơn giản lắm. Mới vừa nghe pháp xong trở về nhà, con hỏi bữa nay mẹ đi đâu vậy? Nghe pháp hay lắm, bữa nay thầy giảng hay dữ lắm. Hỏi thầy giảng gì? Quên trời. Hay lắm. Hỏi hay gì quên trời. Ở trong kinh á, Nikaya kinh á, A Hàm mà Đức Phật ví dụ là trí tuệ bắp vế. Trí tuệ bắp vế là bánh kẹo để đầu gối vậy nè, ngồi xong đứng vậy lọt xuống hết trơn. Lọt xuống hết trơn. Tức nghe thì thấy hay vậy đó, nhưng mà rồi trở ra từ bên đây nó chạy qua đây mất tiêu trời. Lọt xuống hết. Thì như vậy đó, gọi là cái bình bị rò rỉ, nó rỉ chảy. Đổ vô nhiều hồi chảy ra mất tiêu hết trơn. Phật tử thấy chưa? Như vậy đó, mình nghe pháp á, quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Tức là mình quý ở cái chỗ mà tinh anh, chứ không phải quý ở cái chỗ mà nó cho thiệt là nhiều. Tinh anh là sao? Là vị thầy đó giảng pháp cho mình, mình nghe cả một cái thời pháp, mình á phải nắm được cái chỗ nào mà trọng yếu nhất, hoặc những cái điểm mà quan trọng để mình về mình thực hành, mình tu không có lợi ích. Chứ không phải nghe để là vỗ tay rần rần cười đã luôn, phải không? Cái đó tìm vui chứ đâu phải tìm pháp, phải không? Ông thầy ông nói cho trúng tâm lý mình quá à, gật gù rồi có chịu, phải không? Thích cái chỗ ông nói trúng cái tâm lý đó, nhà mình giống vậy á, thì cái đó là giống như là giải trí thôi. Rồi đó là vô cái nghe được thêm mớ kiến thức bên này, biết thêm tứ chánh cần ha, biết thêm danh từ mới lục độ hay là tứ nhiếp gì đó chẳng hạn á, cái đó là học ngôn ngữ thôi, học lý thuyết. Mà bây giờ đó mình nghe mà mình để tìm ra được cái con đường, cái cách thức, cái phương pháp để hóa giải khổ đau, để tiêu trừ phiền não, để chuyển hóa cái mê lầm. Cái đó đó là chúng ta mới là nghe pháp chân chính. Mình mới tìm được cái phương pháp mình chuyển hóa, nắm được cái chỗ cốt yếu của Phật tổ, của quý thầy nhắc nhở mình, để mà mình về mình ứng dụng, mình tu. Chứ không phải nghe rồi nhớ mấy cái câu đó chép vô đằng học thuộc lòng mà nói, không dính gì tới mình hết trơn. Trong kinh á, khuyên hành hạnh vị tha nói rằng: vỏ cây mía không có nước, vị ngọt cây mía nằm bên trong. Người nhai vỏ mía thì không tìm được vị mía, chỉ nói suông cũng giống như là vỏ mía thôi, suy tư ý nghĩa mới là vị ngọt. Vậy như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, là mình nghe pháp rồi về mình phải nghiền ngẫm, mình suy tư, mình tu tập. Đức Phật nói mạng sống là chỉ trong hơi thở. Mình về mình nhìn là cái hơi thở của mình, từng hơi thở coi. Mình thành nhắc với Phật tử, hít vô thì sao? À gì? Thở ra, Đà Phật. Mình thấy rõ cái mạng sống mà dai mượn trong từng hơi thở. Cái tâm của mình không có chạy nữa. Cái câu danh hiệu Phật nó nhiếp lòng mình yên định, phải không? Mình thấy rõ từng hơi thở của mình, cái mạng sống nó mong manh, thì đó là quý vị hưởng được cái vị ngọt của mía thâm diệu. Còn về rồi cứ nói đọc cái bài kệ rồi nghe cho hay, nhưng mà không ứng dụng thì đó là nhai vỏ mía. Thường thường là nhai ruột mía hay nhai thịt mía hay nhai vỏ mía vậy? Nhai nào? Phải nhai ruột mía, phải không? Thâm nó dịu, ngọt ha, nó thấm vô từ 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 từ, nó bổ dưỡng. Pháp cũng vậy đó. Về mình phải suy tư, phải nghiền ngẫm, phải không? Ứng dụng vô cái cuộc sống tu tập của mình mới có lợi ích. Cho nên nghe không là chỉ có hiểu bên ngoài thôi. Mình mà nghe pháp chân chánh, cái điều thứ nhất Bồ Tát dạy chúng ta phải xem mình là người bị bệnh. Thứ hai, pháp là thuốc. Thứ ba là xem bậc thầy là lương y. Thứ tư, xem cái việc thực hành pháp giống như chữa bệnh. Thứ năm là xem vị thầy hướng đạo tâm linh cho mình á, thánh thiện như Phật. Thứ sáu là mong cho pháp tồn tại lâu dài. Đây là sáu cái điều, sáu cái thái độ để mà kết thành một cái sự nghe pháp chân chánh của cái người đó cầu đạo học pháp. Thứ nhất là xem mình là người bệnh. Xem mình là người bệnh.
Quý Phật tử có bệnh nhiều không? Bệnh gì? Có cô Phật tử nói bệnh tham, bệnh sân. Có người nói bệnh tâm. Ai cũng trúng hết trơn. Quý Phật tử thấy không? Quý vị thấy rằng á, chẳng hạn như mình nó nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi chút thôi, hoặc nhức răng cái rồi cứ đi tìm bác sĩ liền à. Phải không? Kiếm thuốc uống vô liền. Bệnh sơ sơ chút xíu là kiếm thuốc liền, kiếm thầy liền, kiếm bác sĩ liền. Nhưng mà cái bệnh nặng trầm kha, tham sân si, nó ăn sâu trong xương tủy mà sao không kiếm thầy để trị? Có kiếm thầy để trị cái bệnh tâm chưa? Có chưa? Cho nên bây giờ đó Bồ Tát á, dạy chúng ta đó, phải thấy được mình là người bệnh, chứ đừng lúc nào cũng mình số 1. Mà không số 1 cũng số dách, mà không số dách cũng number one. Cái đó là vô minh. Mình thật tử thấy chưa? Thành ra đó là chúng ta phải thấy mình á, đi đến với đạo, mình đi vào chùa, mình gặp quý thầy, mình lễ Phật, mình tụng kinh nhân dân, mình phải có một cái tâm thái mình là người đang bị bệnh. Bị bệnh. Bị bệnh gì? Bị bệnh tâm. Mà bệnh không phải nhẹ mà rất nặng, trầm kha, nan y rồi. Phải không? Nó làm cho mình khổ từ hồi nhỏ tới lớn, rồi từ lớn tới già, từ già tới hấp hối, mà hấp hối rồi tới chết, chết rồi xong nó dẫn đi trong vòng luân hồi sanh tử mãi mãi. Cho nên bệnh rất nặng. Bây giờ bệnh rất nặng, cái gì có thể trị bệnh được? Thuốc mới trị bệnh được. Thuốc là gì? Chánh pháp là thuốc. Pháp là thuốc. Quý vị thấy không? Gọi là pháp dược. Pháp của Phật được ví dụ giống như thuốc. Pháp đó có nhiều pháp lắm. Chẳng hạn như giờ cái bệnh nóng giận thì có pháp gì? Cái pháp nhẫn nhịn để trị. Phải không? Cái bệnh á, tham muốn thì có pháp gì để trị? Thiểu dục tri túc, ít muốn biết độ. Phải không? Cái bệnh á, si mê, không thấy rõ sự thật, thì Phật dạy mình trí huệ. Phải không? Thấy rõ đó, cái sự dai mượn, duyên khởi của các pháp giả dối không thiệt. Cái bệnh á, mà làm biến, cái bệnh này nặng à nha. Tới giờ mở lên giờ đá banh, cái giờ phim Hàn Quốc ha, cải lương gì đó, cái tự nhiên sao khỏe khoắn ha, phải không? Sốt sắng coi khỏe, mà tới giờ tụng kinh, tới giờ ngồi niệm Phật mới ngồi có 5 phút mà sao đau quá, chở cái giò chứ cái lưng cũng muốn đau, phải không? Rồi xong nó mới lên ngồi tu chút, cái tự nhiên sao buồn ngủ quá, phải không? Nãy giờ không buồn ngủ, nói chuyện với bạn 2-3 tiếng hồ phát ra, mà lên tới giờ tu cái nó muốn ngủ à, lạ vậy đó. Phật tử đặt ra bệnh là con ma, cái này con ma làm biến, phải đánh nó ra liền tức khắc, dùng cái pháp gì đánh? Phật dạy mình cái pháp gì? Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc, ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai, mọi người hãy tinh tấn nỗ lực để tu hành, chớ để phải ăn năn hối hận về sau. Đó là cái câu nhắc nhở trong giới Bồ Tát. Hoặc là khi mấy thầy ngồi tỉnh tọa đó, đọc cái câu đó lên là tinh tấn trị cái bệnh làm biến, không cái bệnh giải đãi. Cho nên nó Phật là vô lượng phương thuốc, mà Phật cho mình thuốc hết trơn, mà mình bệnh mình nằm trên đống thuốc mình chết. Phật tử thấy không? Học hết trơn rồi, biết hết trơn rồi, nói rồi, hiểu hết trơn rồi, nhưng mà bệnh vẫn còn nguyên. Vậy gì có thể nào mà trách ông thầy thuốc được không? Thành ra đó là như vậy là lỗi ở nơi chúng ta. Cho nên quý Phật tử thấy là bệnh gì cái tâm của mình Phật cũng cho thuốc hết trơn. Cái bệnh tự ti mặc cảm Phật cho cái thuốc. Tất cả Đức Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, con với Phật không có khác, chúng sanh với Phật là một, bằng nhau, bình đẳng, không có khác. Phật phá cái tự ti của mình, cái mặc cảm của mình. Quý Phật tử thấy không? Bao nhiêu cái phương thuốc như vậy, chúng ta mới thấy đó gọi là pháp dược. Rồi bây giờ xem bậc thầy là lương y, chư tăng, chư ni là thầy thuốc, là y sĩ, là y tá để chăm sóc cho bệnh nhân. Chăm sóc làm sao? Nhắc nhở một ngày uống thuốc 3 cử nha,
phải uống đều đặn ha, vô bữa nào nhắc nhớ vô thường ha, phải mở lòng từ bi, nhớ về tập ăn chay bớt nghiệp sát nha, phải không? Nhớ niệm Phật cho tâm thanh tịnh, đó là y tá, đó là bác sĩ, đó là thầy thuốc. Cho nên mình quy Tam Bảo phải cung kính, kính Phật phải trọng tăng, quý kính chư tăng này, tăng là thầy thuốc, là bác sĩ. Xem cái việc thực hành á giống như chữa bệnh, thực hành pháp nghe rồi phải thực hành, thực hành đó mới chữa bệnh. Chữa bệnh ở đây đó là mình nói đơn giản như là uống thuốc. Bây giờ đó bác sĩ có rồi, y tá chăm sóc có rồi, thuốc đầy đủ kế bên có rồi mà không chịu uống, mà mở cái toa ra đọc paracetamol mấy viên phải không, rồi thuốc nhức đầu mấy viên, thuốc bao tử loại này của Pháp, loại này của Nhật, cái loại này của Mỹ, đọc cái toa sáng đọc, trưa đọc, chiều đọc, tối đọc mà không uống thuốc hết bệnh không? Khai thiệt coi hết bệnh không? Hôm nay quý vị đọc toa nhiều hay uống thuốc nhiều? Phật dạy đã sám hối là phải là chừa bỏ, phải không? Những cái thói quen xấu cũ phải chặn đứng nó, thay đổi. Vô thì cũng tha thiết, cũng bon, cũng lại đàng hoàng, phải không? Nhưng mà trở ra bệnh nào tật ấy nguyên, nửa tháng sau vô sám hối nữa. Phật tử thấy chưa? Thì như vậy là đọc to thuốc mà chưa chịu uống thuốc. Thế cho nên thầy ơi, con quy y này 20-30 năm mà sao khổ, vẫn khổ hoài thầy. Cô cũng tụng kinh giỏi lắm, niệm Phật cũng hay lắm à, lại sám hối cũng nhiều nữa, nhưng mà đọc to thuốc không, mà chưa có uống thuốc, hoặc là uống mà chưa có đủ liều lượng, dặn ngày uống 3 cử mà uống con cử à. Thôi Phật tử thấy không? Có một lần thôi, còn thêm cái trường hợp nữa là không những uống thuốc mà còn phải kiên cử nữa. Uống thuốc rồi bác sĩ dặn phải cử cái món này, cử món kia, không được ăn món nọ nữa. Bệnh gan mà cứ ăn dầu, ăn mỡ, ăn đồ chiên vô thì quý vị thấy sao? Dầu cho uống thuốc mà bệnh cũng không có giảm được bao nhiêu. Cho nên phải kiên cử. Kiên cử là gì? Giữ giới là kiên cử. Giữ những cái giới Phật dạy mình đó là kiên cử. Bớt sát sanh, tập ăn chay, phải không? Rồi đó, bớt cái sự mà nói chuyện thị phi, phải không? Rồi đó, phải giữ gìn cái sự chung thủy, không có đi lối tẻ, không có uống rượu, say xỉn, những chất bia vân vân. Đó là những cái điều kiên cử để giúp cho mình nó tu mới có lợi lạc. Cho nên giới, niệm Phật cái tâm mới định, định rồi học Pháp cái trí mới huệ tỏa sáng. Chứ bây giờ đó là mình không có giữ gìn những cái điều mà ngăn cấm giới Phật dạy đó, thì chúng ta thực hành nó không có kết quả nhiều. Cho nên quý vị nhớ là thấy là chúng ta phải là cố gắng thực hành. Thực hành ở đây á, chúng ta phải là có cái thời khóa tu tập hằng ngày, không phải lại tới chùa có khóa tu mình mới tu, mà ở nhà cũng phải phân thời khóa. Phân thời khóa là phải nghiêm chỉnh chấp hành để mà cố gắng nỗ lực, mà không phải chỉ trong thời khóa mới tu, mà ra khỏi thời khóa rồi mình cũng ráng tu mót, phải không? Tu mót, tu bòn, mỗi cái bước chân của mình, một bước A Di, một bước Đà Phật, phải không? Mỗi một hơi thở của mình cũng là nhớ cái câu niệm Phật, mỗi một cái cử chỉ động tác của mình, quét nhà cũng một câu A Di Đà Phật vân vân, thì chúng ta đã còn tu tập thêm. Đó là quý vị đang chữa bệnh cho mình, chữa cái bệnh tâm. Hôm rày chữa được mấy chục trăm rồi. Rồi đó, xem cái bậc hướng đạo tâm linh của mình, vị thầy đó mà mình cầu pháp đó, phải giống như là thánh nhân, giống như Phật, phải tôn kính quý trọng thầy. Không những vị thầy mình quy y, mà tất cả những vị tu hành có giới đức, có đạo hạnh, những cái vị đó mà truyền trao cái chánh pháp cho mình, chia sẻ Phật pháp cho mình, rồi hướng dẫn mình tu tập, phải tôn kính quý trọng giống như hiền thánh. Thậm chí ở đây Bồ Tát dạy mình tôn kính giống như Phật. Tại sao vậy? Bởi vì á, chư tăng từ bỏ cha mẹ, ông bà cô bác, từ bỏ hết lục thân quyến thuộc, từ bỏ mọi cái thú vui vật chất của thế gian, từ bỏ cái tuổi thanh xuân,
để mà phát tâm tình nguyện làm người y tá chăm sóc cho bệnh nhân, mà bệnh nhân không biết ơn gì hết trơn. Phải không quý Phật tử, thấy chưa? Thì như vậy đó thì không có cái sự khích lệ, không có cái sự quý trọng tôn kính á, thì nhiều khi thối cái tâm. Cho nên quý Phật tử thấy đó, mình gặp chư tăng mình phải cung kính quý trọng, xá chào bất cứ ở nơi nào, chứ không phải mắc cỡ ở ngoài đường thấy chào mắc cỡ, hoặc là vô chùa mà chấp tay giống như chặt vậy. Gặp cái gì thà là không xá cho được cái xá kiểu này, cái này là chặt chứ không phải xá. Quý Phật tử thấy chưa, thà là không xá lánh qua bên, phải chấp tay cung kính, phải cúi chào tôn kính chư tăng, quý trọng pháp à. Và đó, một cái lòng phụng sự cho Phật á, thì như vậy mình mới được pháp, kính pháp trọng tăng mới được pháp. Tại vì đó chư tăng là cái người đó trung gian giữa Phật và chúng sanh để truyền tải chánh pháp đến cho mình. Nếu mà không có các cái vị như ngài A Nan, giờ mình đâu có kinh điển mình nghe, phải không? Không có ngài Cư Ma La Thập, không có ngài Huyền Trang, làm sao mà Phật giáo Trung Quốc có được những cái thời vàng son? Mà không có ngài Hòa Thượng Giảng Đức Thượng Trí Hạ Tịnh, không có những cái bậc á, luật sư như Hòa Thượng á, Thượng Đổng Hạ Minh, những Hòa Thượng á, là Viện Chủ Chùa Huệ Nghiêm chẳng hạn, thì những cái vị tôn đức dài công phiên dịch hoằng pháp, nào là pháp, nào là lực này cho chúng ta. Cho nên nó tôn kính tam bảo. Cái điểm thứ sáu á, là mong cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài. Mình tu tập, mình nghe chánh pháp, mình làm mọi việc đó không phải chỉ mong cho gia đình mình thôi, mà mở cái tâm rộng lớn ra, nghĩ đến mọi người, nghĩ cho Phật Pháp, nghĩ cho chúng sanh. Làm sao mong cho Phật Pháp đó tồn tại giữa thế gian này, giống như là ngọn đèn. Tam bảo giống như ngọn đèn rồi á, cả trong thế giới này nó giống như là cái bóng tối của vô minh. Tam bảo, ngọn đèn chánh pháp để soi sáng cho mình thấy rõ được con đường, đâu là tà, đâu là chánh, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là mê lầm, đâu là tỉnh giác, ở đâu là trí huệ, ở đâu là vô minh, giúp cho chúng ta đó thấy rõ con đường. Cho nên á, mình phát cái tâm quý trọng, tôn kính, và làm sao mong cho tam bảo trường tồn mãi mãi thế gian. Cho nên quý vị đem tới là một nải chuối, một ốp nhang, mấy đồng bạc, quý vị để vô cái ruộng phước của tam bảo, là quý vị đó là châm một giọt dầu vào cái ngọn đèn của tam bảo, để cho tam bảo soi sáng trong thế gian này lợi lạc muôn loài. Chứ không phải chỉ nghĩ cái nhỏ hẹp cho gia đình mình, nó nhỏ lắm. Mình cúng mà vì riêng mình thì cái phước nó nhỏ, mà nếu mình vì chung Phật Pháp chúng sanh á, thì cái phước nó rộng lớn như đại dương, như hư không vô tận. Cho nên á, ở đây đó là nhắc chúng ta đó, là mở rộng mình phát cái tâm rộng lớn vì tam bảo, vì chúng sanh. Kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay á, Minh Thành kể cho quý Phật tử nghe có một cái câu chuyện lợi ích của cái việc nghe Pháp mà chính Minh Thành chứng kiến. Có một cô Phật tử, cô lại có thưa với Minh Thành, nó thưa thầy, thầy con biết ơn tam bảo, còn quý trọng Pháp vô cùng vô tận. Nếu mà không có Pháp giờ này á, con lên bàn thờ con ngồi rồi thầy. Minh Thành hỏi sao vậy? Nói thưa thầy á, ông chồng của con, ông đi lối tẻ, ông có vợ bé, con buồn, con khổ, con tính tự giận, con chết, con không muốn sống nữa thầy ơi. Nhưng bỗng nhiên sao con nghe cái cô bạn con khuyên á, có chùa Hoằng Pháp đó, có mấy cái khóa tu giảng Pháp hay lắm, vô đó tu niệm Phật rồi nghe. Thì sao cô vô, cô ghi danh rồi vô tu, rồi nghe Pháp, nghe xong rồi đó, mở ra một cái con đường, thấy ra được á cái chánh pháp lợi lạc. Rồi bây giờ đó phụng sự tam bảo và làm á huynh trưởng của một đạo tràng, phục vụ cho mọi người tu hành và hoan hỷ an lạc tinh tấn, và cái tâm từ bi rất là rộng lớn. Và lại thưa thầy, bây giờ con thấy chết uổng quá thầy ơi, con sợ chết.
Tại sao vậy? Chết không có phục vụ được cho chúng sanh, không có làm lợi lạc được nhiều người. Con thấy mỗi giây mỗi phút là giá trị, là ý nghĩa, là lợi ích vô cùng tận, nhờ con nghe được chánh pháp đó thầy. Như vậy là hôm nay chia sẻ với quý Phật tử với cái bài ý nghĩa của nghe pháp, thì quý vị nhớ rằng cái lợi ích của nghe pháp, thứ nhất là giúp cho chúng ta đó chấm dứt gây ra tội lỗi, từ bỏ được những điều vô nghĩa, có được cái niềm vui an tịnh và giác ngộ, thậm chí là dừng cái sanh tử luân hồi. Chúng ta phải có cái sự tôn kính pháp, quý trọng những cái bậc pháp sư giảng dạy cho mình. Tôn kính nó thể hiện qua những cái hành động, là đem hết lòng thành của mình để tôn trọng quý kính pháp. Và chúng ta phải có những cái thái độ rất là chân thành cầu học, xem mình giống như là người bệnh, pháp là thuốc, chư tăng là bác sĩ. Rồi chúng ta phải thực hành uống thuốc thì chúng ta sẽ được hết bệnh, và chúng ta sẽ trở thành những con người lực sĩ, khỏe mạnh, và giúp cho những người còn đang bệnh khổ ở trong phiền não vô minh. Kính chúc tất cả quý Phật tử trở thành những người an lạc, khỏe mạnh nhất trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Dòng thời gian qua đi rất nhanh, tuổi trẻ bay cả những ước mơ, cùng về đây tìm lại chính ta, từng phút giây lắng đọng tâm tư. Và thời gian trôi đi rất nhanh, bạn và tôi biết bao nghĩ suy, tìm hạnh phúc bay xa thật xa, nào biết đâu trong tim chúng ta. Bạn hỡi, bay xa tầm tay, tháng năm đã qua, quên bao người quanh ta. Đời sống khó khăn gian nan đang chờ phiền chưa, hãy sống an vui mãi luôn, yêu thương cuộc đời. Bạn hỡi, bay xa tầm tay,